Liên quan đến vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2022 hơn 1.000 tỷ đồng, chiều ngày 9 tháng 12, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ phận Thường trực phía Nam đã làm rõ nhiều tình tiết về đường dây này. Bảy đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, gồm Trần Nguyễn Minh Thiện, sinh năm 1994, là đối tượng cầm đầu, Trần Minh Hiển, sinh năm 1990, Lê Nguyễn Gia Hòa, sinh năm 1994, Trung Nguyễn Thanh Hải sinh năm 1992, Đoàn Trần Vũ sinh năm 1991, Nguyễn Quốc Anh Duy sinh năm 1993 và Võ Thanh Tùng sinh năm 1996 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi đánh bạc gồm Lê Thành Hóa sinh năm 1970, ngụ tỉnh Đồng Tháp, Vũ Huy Hoàng sinh năm 1990, Ngô Thành Nam sinh năm 1991 Đoàn Ngọc Phương sinh năm 1982 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Nguyễn Thành Long sinh năm 1980 ngụ tỉnh Đồng Tháp. Cụ thể từ năm 2020, Thiện tổ chức đường dây đánh bạc và lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá đá gà. Sau đó Thiện chia ra nhiều tài khoản khác nhau giao cho các đại lý cấp dưới là Phương Duy và một số người khác. Thiện còn tạo thêm nhiều group Telegram cho Hiển, Hòa, Tùng, Hải tham gia góp vốn nhận cá cược bóng đá lô đề từ Nam và một số đối tượng. Để đường dây hoạt động, Thiện thuê Vũ có nhiệm vụ dùng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua cho khách với giá 5 triệu đồng. Các đối tượng trong đường dây của Thiện hoạt động kín kẻ, có phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc, tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc. Công an cho biết đường dây đánh bạc do Thiện cầm đầu tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành Mỗi tháng giao dịch thắng thua khoảng 300 tỷ đồng. Trong mùa World Cup 2022, số tiền tăng lên gấp nhiều lần. Một cán bộ điều tra cho biết đường dây do Thiện cầm đầu quy tụ những người trẻ có học thức và rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nhóm này thường xuyên đi ô tô xịn, sống sang chảnh. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 12, trinh sát C02 ập vào khách sạn ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Thiện và đồng phạm. Cùng lúc nhiều tổ trinh sát cục C02 và công an thành phố Hồ Chí Minh, công an tỉnh Sóc Trăng ập vào khám xét nhiều địa điểm là đại lý của Thiện. Qua khám xét, công an thu 120 triệu đồng, két sắt, 24 điện thoại di động, 5 laptop, thẻ ATM, sổ sách liên quan đến hoạt động đánh bạc, dụng cụ sử dụng ma túy, 3 túi ni chứa ma túy.